nào thế này cho con nữa. Ui, chú ơi, ăn đùi gà không? Không ăn à? Ăn đùi gà đi, ăn cái to, cầm đi. Cầm ăn nhá. Ăn nhá, ăn một miếng thấy ngon không? Đây ra, ăn một miếng. Ấy vô, ngon không? Ăn dữ lắm này. Này, ăn. Đi mẹ nào, nào. Bây giờ thế này cho con nữa. Đây không để Đợt này mang thai lâu chưa mà giờ để 3 tháng rồi đấy. 3 tháng rồi. con này hết để chế con rồi con đưa à. Nè, cọp cho này ít tiêu lắm ra. Tại ít tiêu nó. Biến nó, bên này có. Này. Bọn này cang tôi à. Bọn này cang tôi vẫn tôi nẹo à. Đặt cọp đi thôi. Để vòng nó ra. Dạ. Dạ. Giúp lên nó tổng. Được rồi. Lo vào nó. Haha, mana? Nah, enak gitu nih. Ada orang ayah, ayah, em kêu con bây giờ mình đi đón đấy. 4 giờ đi. Thế còn sớm, vào về. Làm tí nữa xong rồi đi. Này. Lợn không ăn. Hay là anh mang cho em một nồi nước đi. Nước uống rồi. Wow. Ini bombo ya. Dun dun dun. Đến giờ đi đón con rồi, anh ở đây nhá, anh đi đón con. Em đi đón con. Đón con này anh về anh nói. Tại ổ ấy đi đó. Em đi đi để anh về nhà. Tí nữa anh sang nữa được. Được. Em đi. Đoàn con mình nhanh nhá. Sayang. Xôi xôi trụng rồi, chín rồi, một tí nữa nhỉ, một tí nữa. Ta mình để ở đây đó, bố về kia mà nó đợi bố đợi mẹ với con đây đó. Nè, nó là ăn mắm. Mắm. Dạ. Ai da, con gà nè em ơi. Ê nè. Ôi trời. Ôi trời. Đi dò nó. Đợi mẹ con nó về thôi. Ta phải về đã, đợi mẹ về đấy nha. Mama. À đợi mẹ về đã, mẹ ơi. Đợi chị. Đi. Mắm này, giờ con đã con không thì đã, nhiều mà học qua nữa thôi. Con là lông kia, mình đuốc cũng được mà. Con là lông kia, lấy cho nó ít thôi. Ra đấy. Con là lông kia, lông kia. Đây thích. Này ăn, cầm vào đây này. Cầm vào đây. Anh sẽ thịt gà đi. Trời ơi, ăn đuôi gà không? Không ăn à? Ăn đuôi gà đi, ăn cái to này. Ôi có nước. Có nước đấy. Sẽ có thế nhỉ. Con ăn cái này nhá. Đây gà nhá. Này, ăn đi. Này, cầm đi. Cầm ăn nhá. Cắn một miếng thấy ngon không? Đây à. Cắn đi. Không được miếng này nữa, miếng này cho em. Cắn nữa. cơm ăn bát con này đây. Đây ăn nó. Dạ. À, để anh xé ăn đi. À. Anh xé đi. Đấy. Cái gì đó? Gì? Này. Ra. Nè, đổ hết rồi. Con tính. Này cuốn ăn thịt này. Con chỉ đi. Cầm nào con thịt. Nè, ăn đi. Ăn một tí. Mình không bẩn đâu. Đây. Em ăn đi. Được. Đây. Anh cũng ăn đi. Làm tí vào ăn. Đó, ăn. Đó. Ăn thử. Ăn thử gấp rồi. Ăn nha. Ăn cơm đấy. Chấm. Rồi mẹ bóc ra nhé. Con là ăn chữ. Rồi. Rồi, bố bón ra. Rồi nhá. Ăn rồi đó. Ăn chữ đi. Ăn chữ đi. Con bẩn rồi. Con chị nắng bỏ xe vào nữa. Dép con bẩn. Ăn đi. Ăn đi. Cùng ăn đi. Đây, ăn đi. Nếu con bẩn hay là tí nó rửa. Ăn màu nhá. À, ăn đi, ăn một miếng. Ấy vô, ngon không? Nghe cọp cọp nào. À, ăn đi. Ăn đi. Ăn đùi gà này nhá, bố xé cho ăn thôi nhá. Không ăn à? Không ăn á? À, thế xé để đây tí nữa ăn. Thế ăn đi. Thế ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Nhai nhai đi. Nhai ăn nuốt đi. Anh cũng ăn đi. Anh tự lắp này. Đây, con ăn đi, ăn đôi gà con đấy, mình bột xé ra. Mai em cho chảo ra chơi. Mai mình gọi anh Khôi vào nhà con chơi nhá. Ăn đi. Em ơi. Ăn thịt này nhiều vào mới gọi chơi được. Anh Khôi xuống nhà con chơi. Anh Khôi chứ. Ăn cơm đi. Em ăn đi. Còn nhiều thịt lắm này. Ăn đi. Bố ơi, con ăn không hết. Con ăn không hết á? À, con ăn thịt để đấy. Ăn thịt đi nhá, ăn đùi gà không? Nào em ăn này, em ơi. Đấy, ăn chịu đấy. Không ăn rửa tay nha. Nghịch quá. Nghe xanh nhá này. Em ăn đi. Ăn đi. Anh ăn đi. Em ơi mama ăn này. Nè. Con gà có một chân đấy, nó nhảy vào con đi đấy. Con gà có một chân đấy, nó là cò đấy. Nó chưa ra nhiều, nó chưa ra. Đi ra ngoài em ơi à. À. Ăn này nè ăn này. Bên này mà anh tài đi một tí nào, chị chá ra đây là ra đây này, ra đây hỏi xem là đi học có ngoan không, học có ngoan không, ngoan này yêu bố một cái nào, ê à đi yêu mày không yêu bố á, ngoan thì đi. Tại chồng bố yêu cái mẹ này. Em ơi phần nhà lên cơ. Yêu bố cái này. Yêu bố. Yêu bố cái đi. Đâu đi đâu. Chà chà. Nào nào chà chà đi mẹ nào nào. Tại bố yêu mà. Ngoan hết. À. À, đi mẹ đây. Đi mẹ ta đi lắm. Đi. Dạ.